cái gì con ấy hả, đi 82 hả, đứa nào nhặt được ghẻ đúng không? Rồi. Thì kệ đó thôi, cái ghẻ dùng cũng khó mà em, có phải dễ dùng đâu. Có không phải mấy giây, không phải 5 giây à? Mệt ra chứ. Mệt, mệt hết đấy. Bác sĩ, phải mang, ui ba con bác sĩ. Mang bờ linh lẹ, à không, hai con. Có cả tiên tri nữa kìa, ở đâu nói với đứa chung nha. Bắt con bác sĩ chết đi, đừng cho nó đẻ trứng. Nhà 2 tầng, em ở đâu? Cũng là nhà 2 tầng, chị okay. Ra sau nhà 2 tầng ấy. Biết rồi, nhà 2 tầng đầy người. Biết rồi, nhà 2 tầng đầy người. Đây phải có bác sĩ đây, nó núp 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 ở đây này, núp cái ván này. Đấy, chết. Ngu chạy nhanh dữ vậy. Để chết rồi. Chết luôn rồi đấy. Đây có người sao nhỉ? Đây trong này có người. Trong này á? Không có. Có hết rồi, hết lỗ tai rồi. Ở đây chỉ nước có, của chị. Ở đây chỉ có spawn một người thôi, nước của chị không lên mà thì là tức là không có người. Ra một kìa. Ra một không có. Không có à? Thế ra hai. Ra hai có người. Ra hai có hai người nhỉ? Bác sĩ, hai con bác sĩ. Mình rồi, tới chợ rồi. Một thằng lục hòm này. Tero. Ra cái chỗ này lại. Chị chỉ nghĩ rằng cái đi em quay vậy cam. Chết. Bác sĩ ơi, đi qua vòng xa rồi. À gần, vòng xa gần lắm. Thôi về ghế nhá. Nó đi qua vòng xa mất rồi. Hay. Đây con bé gái này. Một con bác sĩ sống thôi. Ok. Chị xách đi em. Ok, đi, em về ghế. Không có người nhé. Treo gần nhau cam cho dễ. Có người rồi. Tính gió rồi. Ôi. Chị thành người đi. Ơi. Em đánh trúng biết thế. Bị choáng lâu phết. Ui choáng lâu mãi em ơi. Mình làm choáng. Lên giảm choáng rồi nên vẫn lâu đấy. Chị về ghế khai. Không, chị đuổi thằng kia nốt đã. Ghế kệ nó. Ở đây đông lắm chị ạ. Đông thì cũng kệ nó thôi. Em giết thằng bé gái rồi. Treo thằng này lên đã. Nãy chị đánh vào lúc nó gồng khiên hay sao ấy. Nó choáng rõ là lâu luôn mà chị lên mắc giảm choáng rồi. Đúng rồi. Ghế này có hai người này chị. Từ từ cam nốt thằng này đã. Rồi. Không cứu được. Ui, anh cứ xuống rồi.
đâu? Cầm nước hoa mà không nhấn được à? Giờ mới xịt. Con cá khi xách bóng chán ghê á. Con bác sĩ với con chủ tế ở ga 1 này. Em đồn à. Em giết được khá khá rồi. Nước nổ lên thế thì vẫn còn nước. Em ơi, về ga 1 với thằng Xia chỉ với con doctor nó cứ ở đây hoài. Ok. Có vẻ đông nhưng mà còn 5 máy mà chúng nó hút rồi. Thằng nào mà láo này. Đáo thật đấy. Xa cái gì? Ôi, ăn Valet rồi, tức chưa? Chưa có mua được thuốc luôn á. À, có vòng sai em ơi. Nó, chị đánh đi, chị đánh đi em. Okay. Em quên nhặt xa. Đi về cam ghế nhá, đi về cam ghế nhá. Nè, do sổ cứ bắn lọ nhà 2 tầng hết. Đây chỉ cầm ghế đây nhưng rồi nhà 2 tầng nhiều xác lắm. Không có một, có một à, có một thôi à? Ở đúng rồi, con doctor này nó bị teleport nhưng nó vẫn ấy lại được rồi. Lại hiểu đầy rồi chị. Mua thuốc đã. Kìa, thay đôi chị. Để con đốc đó chị. Ờ, đang con đốc, chị sẽ chỉ xét con đốc. Em chạy, em đuổi tới đi xét con đốc, chị đi mua thuốc phát. Ok. Rồi, đi mua thuốc phát. Đốc lên tới lần đầu. Nãy giờ chưa mua được thuốc nữa. Chị mua đi. Còn có hai thằng à. Chị mua chắc còn chưa xuất hiện hầm. Ờ. Này thì doctor với chúng tôi. Lại có tai này. Tai ở đâu? Tai ở ga 2. Con chủ tế ở ga 2 em ơi. Ở ga 2 luôn. Thấy đâu? À ghế à? Ghế. À, bị lừa vòng rồi. Nổ chết. Ở đâu á? Nó trên ga 2, nó trên ga 2. Trên ga. Ừ, trên ga. Em đang ở cam ghế. Nó định đi tàu ấy. Chị sang ga 3 đi, em lên đi chị sang ga 3. Chị bắt nó đi, em đang cam thằng lính thuê này. Đánh đánh được chết lính thuê này. Ok. Thằng chủ tế là con cuối em. À thế à? À thế nó trên ga 3 này. Ôi! Berlin không kịp. Sao em ấy cam lính thuê chỉ đi bắt con chủ tế thôi. Ủa đi thân tận ga 4 luôn ạ. À? Vãi cả linh hồn. Rồi vòng giờ. À không, nó vẫn lên được tàu em ơi, nó vẫn lên được tàu. Nó ở đâu á? Em xách cho mẹ nó đi ví vào đây. Này đang ở ga mấy? Nó đang ở ga 4 nhưng mà nó cứ kiểu nó. Nó em lên ga 3 đi, chị đang đuổi nó ở ga 4. Ga 3 là cái chỗ cái tàu ấy.
Đấy, nước nổ chết, nhưng mà nó vẫn lên đường tàu. Nó sang ga 3 rồi, thì tắt ga 3 rồi. À, mình tắt ga 2 chứ. Ga 2 á? Ừ. Nó sang ga 2 rồi. Em đến rồi. Nó cai chỗ... Vãi! Nó trượt chị ạ. Gió trượt. Ôi dồi ôi. Nó cai chỗ cái tàu mà. Rồi. Ủa hình như chị bật ga cho nó luôn thì phải. Chị bật ga, chị tắt. Hồi nãy chị bật cho mà chị tắt. Thế tưởng mà nó bật rồi nên chị mới tắt lại. Ê, nó lại vòng kìa. Con này nó chỉ cai ở cái tàu thôi. Ôi trời ơi, gió. Ai cũng nhìn thấy quả gió dơ. Tại sao không thấy gió trượt quả đấy vậy? Quả vừa lấy cũng trượt một lần như thế ạ. Ở trên ga gì, ừ thấy rồi.